Các bạn có biết trên tay của mình đây là thiết bị gì không ạ? Nhỏ trong lòng bàn tay luôn này các bạn này. Rất chi là nhỏ gọn. Nhưng đây nó là một chiếc máy tính các bạn nhé. Máy tính theo đúng nghĩa của nó luôn. Và cái mã của nó là Vivo Stick TS10 các bạn nhé. Đây là của cái hãng Asus. Các bạn không tin đây là một cái máy tính đúng không ạ? Ok, mình sẽ lắp cho các bạn xem này. Đây là đầu ra xuất tín hiệu màn hình này. Mình sẽ cắm vào cái màn hình xuất theo chuẩn HDMI luôn các bạn nha Ở đây sẽ có hai cổng USB, mình sẽ dùng một cổng để cắm chuột bàn phím. Và với chiếc máy tính này, nó dùng nguồn 9V 2A các bạn nhé. Với nguồn 9V 2A thì các bạn có thể dùng ngay một cái cục sạc nhưng lưu ý là cục sạc nhanh các bạn nhé, cục sạc nhanh thì các bạn mới có thể sử dụng được. Nếu các bạn nào có cục sạc nhanh thì chúng uh, các bạn sẽ dùng được với chiếc máy tính này. có nghĩa là các bạn có thể là vừa sạc cái điện thoại và vừa dùng cho cái máy tính này luôn được. bởi vì khi mà ở chế độ sạc nhanh ấy thì từ 5V nó sẽ đẩy lên 9V, có nghĩa là 9V nó sẽ phù hợp với cái máy tính này và nguồn của nó sẽ cắm vào cái lỗ micro USB đây. rồi cắm nguồn vào. Ở đây nó có một cái nút nguồn này, các bạn bật nguồn lên này. Đấy, sáng xanh đèn là nó sẽ bật lên. Đây, cái máy tính đang khởi động lên các bạn nhé. Rồi, các bạn nhìn thấy nó vào hẳn Win 10 luôn các bạn nhé. Một chiếc máy tính rất chi là nhỏ gọn, nhỏ hơn cả cái lòng bàn tay. Nhưng mà chạy Win 10 đàng hoàng và chúng ta sẽ xem cấu hình của nó Đây các bạn có thể nhìn thấy đây à, Chip của nó là dùng chip Intel Atom X5Z8350 Và cái tốc độ của nó là 1.44GHz RAM của nó là dùng RAM 2GB các bạn nhé với cái chip Atom này thì thông thường hay dùng cho các cái thiết bị máy tính nhỏ gọn, máy tính bảng hoặc là cái máy tính sách tay nhỏ gọn đấy. Và bây giờ nó dùng trên cả một cái máy tính mà nhỏ hơn cả lòng bàn tay luôn. Chạy Windows 10, Windows 10 Home 64 bit. Và xem ổ cứng của nó, nó sẽ dùng cái ổ cứng bao nhiêu ghi các bạn nhé. Với cái ổ cứng này thì tất nhiên nó sẽ dùng cái ổ SSD rồi. Và các bạn nhìn thấy ổ cứng ở đây là nó dùng cái ổ loại 30GB hay 32GB gì đấy Như vậy rõ ràng các bạn thấy là đây là một chiếc máy tính thực thụ các bạn nhé Các bạn có thể truy cập Internet luôn, rất đơn giản luôn Đây, vào Wi-Fi và truy cập Internet Tất nhiên là với chiếc máy tính nhỏ gọn này thì tốc độ của nó sẽ không được mạnh, không được nhanh như những chiếc máy tính lớn, cấu hình mạnh nhưng với chiếc máy tính này nó sẽ rất phù hợp cho các bạn nào mà hay phải di chuyển nhưng hay dùng các cái phần mềm nhỏ gọn như phần mềm văn phòng hoặc là lướt quét lướt mail thì rất phù hợp bởi vì đây là một thiết bị nhỏ hơn cả một chiếc điện thoại và chúng ta có thể bỏ túi mang đi được và đến bất kỳ đâu ví dụ như vào khách sạn các bạn chỉ cần cắm cái này vào cái màn hình tivi có cái cổng hdmi là chúng ta có thể xài được rồi cái chính trong video hôm nay thì mình muốn mở cái này ra cho các bạn xem bên trong cái này nó có những cái gì và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem bên trong một chiếc máy tính nhỏ gọn như này có những gì và để tháo được cái con vivo stick này ra thì các bạn nhìn thấy đây ở đây nó sẽ có một cái ngạnh này các bạn sẽ dùng một cái nậy các bạn sẽ cắm vào cái ngạnh này. này các bạn bẩy nó lên thôi đấy các bạn nhìn ra bẩy nó lên là nó ra sau đó các bạn dùng móng tay các bạn nậy đẩy là nó ra thôi đấy, cái thế nậy là nó đẩy ra thôi đấy nó bật ra đấy bên kia cũng thế cứ bật này ra thế là ra thôi đó nó bật ra này đây mình đã tháo bung ra rồi các bạn nhìn thấy không nó khá nhỏ gọn luôn và cầm khá đầm tay cứng cáp nhé đây là cái anten này anten bluetooth và ở phía dưới này nó có một cái anten nữa là anten wifi này có hai cái anten ở dưới là cái wi wifi này một cổng USB 3.0 một cái cổng USB 2. Đầu xuất tín hiệu ra HDMI và các bạn chỉ cần cắm vào cái thiết bị ví dụ như TV hay là màn hình có cổng HDMI là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Đây nút nguồn đây nó có một cái pin C1 các bạn này máy tính nào nó cũng có nhưng mà khi khi mà nó hết pin ấy thì cái ngày giờ nó sẽ không lưu được nên là các bạn thấy nó hết pin thì các bạn nên thay đây chính là kia tấm tàn nhiệt của nó các bạn nha. một tấm đồng phẳng thôi không có cái ống nước ở bên trong và một cái quạt tàn nhiệt đây rất nhỏ luôn ở mặt sau nó cũng sẽ có một cái tấm nhôm tàn nhiệt nữa thì hai cái này chủ yếu là nó ốp vào cái mặt trước và mặt sau của cái chỗ mạch mà có CPU để cho nó giải nhiệt cho CPU các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy đây là cái mạch bên trong của nó các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái mạch rất chi là nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay luôn. Nhỏ xíu như này nhưng mà nó là một chiếc laptop thực tự. Thì ở đây nó sẽ dùng một cái con chip là chip Atom của hãng Intel. Các bạn nhìn thấy đây, đây là chip Atom. Tất cả các cái vi xử lý rồi xử lý hình ảnh các thứ nó sẽ nằm ở trong đây. Còn đây là các cái con dâu riêng này. Ở đây thì các bạn nhìn thấy đây nó là một cái cạc mạng này. À, mạng wifi và bluetooth thì nó nằm trong cái cái cạc này. Ở phía mặt sau thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có một con chip. Đây là con chip nhớ 32GB các bạn nhé. Đây chính là cái ổ cứng SSD của cái máy tính này. Ở phía dưới nó là một con Winboard. Cái Winboard này chính là cái con BIOS đấy. Còn đây là một con chip quản lý nguồn này. SNE 3039A2. Đây là chip quản lý nguồn chung của toàn bộ cái máy tính này ở phía dưới này thì các bạn nhìn thấy có một cái con chip NAU 88L25 thì đây là một cái con chip là xử lý tín hiệu âm thanh để nó xuất tín hiệu âm thanh đầu ra các bạn nhé còn gì đâu nó rất nhỏ gọn luôn tất cả các linh kiện nó nhỏ xíu luôn Ok mình cũng vừa mới tháo tung ra cho các bạn tất cả các cái nội thất bên trong của một chiếc máy tính Vivo Stick của hãng Asus model của nó là TS10 rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn cảm ơn các bạn